Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 thêm 0,8 điểm phần trăm so với công bố trước đây một tháng, lên mức 2,4% và nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Với mức tăng trưởng dự báo này, IMF đã xếp Việt Nam là một trong bốn nền kinh tế trên thế giới năm nay có sự tăng trưởng về GDP bình quân đầu người. Khả năng phục hồi của kinh tế Việt Nam cũng được nhiều tổ chức kinh tế quốc tế nhận định ngày càng rõ rệt Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu, chính là một trong những yếu tố cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó là các yếu tố tích cực như sản xuất công nghiệp và bán lẻ đều tăng hơn 6,5%, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 10%, thẳng dư thương mại hàng hóa lên mức cao kỷ lục nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã dự báo kinh tế việt nam tốt hơn sau từng quý và đặc biệt là triển vọng của năm sau được coi là rất tích cực khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước dự báo sẽ bình thường trở lại